Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin review một căn nhà tọa lạc tại thị trấn Nhà Bè. Nhà của chúng ta đi bộ khoảng tầm 20m là ra tới đường chính để thông ra đường Quỳnh Tấn Phát. Cách đường chính Quỳnh Tấn Phát khoảng tầm 100m. Và cách hẻm xe hơi vài bước chân. Và đây là hình chân dung nhà của chúng ta. Xung quanh nhà thì khu dân cư hiện hữu cao ráo không ngập nước, dân trí cao, yên tĩnh và gần chợ, cho nên cô chú và anh chị cứ yên tâm. Và đây là mặt tiền nhà. Và phía trước thì nhà này có kết cấu là một trệt một lầu hai phòng ngủ, có diện tích là ngang khoảng tầm 3m6, dài khoảng tầm 8m. Và hướng tây, một lầu hai phòng ngủ và hai toilet. Và lớp có một hai lớp cửa, đây là một cái lớp cửa bảo vệ bên ngoài và bên trong là lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh. Và đây là hẻm trước nhà, hẻm rộng trước nhà khoảng tầm hơn 2m, cỡ tầm 2m rưỡi đến 3m. Và trong nhà thì có khoảng sân khoảng tầm hơn 1m để chúng ta đậu khoảng tầm 2 chiếc xe máy, rất là thoải mái. Bên trong có lớp cửa nhôm sinh pha bốn cánh cực kỳ chắc chắn và kiên cố, và cái khoảng sân này cũng rộng rãi để chúng ta đậu được 2-3 chiếc xe. Nhà thì cao ráo, sạch sẽ. Và đây là khoảng sân nhà của chúng ta. Đi cách phải xuống chợ Phú Xuân khoảng tầm 400m mà thôi. Và đây là cái khoảng sân phía trước. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tiến vào bên trong để tham quan bên trong phòng khách. Khoảng phòng khách thì cũng cực kỳ là rộng rãi luôn. Thiết kế thì gia chủ thiết kế các căn nhà này cũng nhẹ nhẹ, nhưng mà nó cực kỳ là xinh xắn, vừa vặn cho đôi vợ chồng trẻ. Được cái là nhà của chúng ta là góc hai mặt tiền, bên hông nhà thì nó có một cái con hẻm, cho nên chúng ta là xây lên thì nó có thể là chỗ được cửa bên hông, nên nhà của chúng ta không có bị thoáng, không có bị bí, nhưng mà rất là thoáng mát và sạch sẽ. Gia chủ cũng đã là trang trí như là trên này có trần thạch cao, chỉ nổi, đèn chùm, rất là bắt mắt và sáng sủa, nên căn nhà chúng ta không có bị tối. Bên tường thì gia chủ cũng ốp là mời alu, đường chỉ viền vàng nên nhà cực kỳ là sáng sủa và sạch sẽ. Thì bên trong thì gia chủ cũng tặng lại tất cả nội thất, gửi lại cho quý cô chú và anh chị, tặng lại toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này luôn. Thì bây giờ chúng ta tham quan cái phòng khách để cho nó rộng, xem rộng rãi như thế nào. Nhà nhỏ nhỏ mà nó xinh xinh, đôi vợ chồng ở thì không phải nào để chơi rồi. Và đây là cái gian bếp phía sau. Đèn bếp thì cũng nhỏ gọn. Gia chủ cũng đã lắp sẵn kệ tủ đều đầy đủ cho quý khách hàng. Và kế bên là cái toilet nằm ở phía dưới, cũng tách biệt giữa cái gian bếp và toilet, cũng rất là sạch sẽ. Đây là cái bếp nhà của chúng ta. Vì gia chủ cũng đã là trang bị đầy đủ, như là ở trên thì có kệ tủ chén rắn ráp để đầy đủ cho quý khách hàng. Trên thì cũng có đèn đồ rất, phòng khách, phòng bếp chúng ta không có bị tối. Quý cô chú và anh chị muốn biết thêm thông tin về căn nhà này và muốn đi xem nhà trực tiếp thì hãy gọi số điện thoại trên màn hình 0931 822 932 để dẫn được đi xem nhà miễn phí. Và nhà này có pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công đúng hiện trạng, cho nên hỗ trợ vay ngân hàng, cho nên quý cô chú và anh chị cứ yên tâm. Và đây là khoảng sân bếp và toilet của chúng ta. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tiến lên lầu 1 để tham quan hai phòng ngủ. Cầu thang thì cực kỳ là rộng rãi và dễ đi. Và lan can thì kính cường lực tay vịn gỗ, cho nên rất là chắc chắn luôn. Và đây là cái khoảng lầu 1. Thì lầu 1 này thì cực kỳ là thoáng luôn. Mỗi phòng đều có cửa sổ và ánh sáng lấy từ bên ngoài vào, cực kỳ là sáng sủa. Đây là phía trên nhà, trần nhà thì cao ráo không có bị thấp nên rất là thoáng. Đây là phòng ngủ phía trước nhà của chúng ta. Phòng ngủ thì gia chủ cũng đã lắp sẵn cho chúng ta là tặng lại là bộ giường ngủ và nệm cao su, cho nên quý cô chú và anh chị cứ yên tâm. Và đây là cái khoảng phòng ngủ phía trước. Và phía trước có một cái ban công khoảng tầm rộng khoảng tầm 2m. Có đặt sẵn một cái bộ bàn ghế cho bên ngoài chúng ta, có thể buổi chiều chúng ta hoặc buổi sáng ra chúng ta ngồi hóng gió, hóng mát, uống cà phê cũng rất là lý tưởng. Và đây là có khoảng ban công phía trước.
chừa sẵn một cái khoảng trống để chúng ta lắp máy giặt ở khoảng ngay cái góc cửa này, thì gia chủ cũng đã lắp sẵn rồi. Quý cô chú anh chị mua về thì chỉ cần đặt vào đó và sử dụng tiếp mà thôi. Đó, có cái khoảng sân phía này cũng rất là rộng rãi và thoáng nè. Gia chủ cũng đã lắp sẵn rào kính đồ rất là cẩn thận, kiên cố. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tham quan hết toàn bộ lại bên trong các cái phòng ngủ. Và bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta tiến về bên trong để tham quan phòng lầu 2, phòng thứ hai của lầu 1. Và giá của cái căn nhà này là 2 tỷ 680 triệu thương lượng cho khách hàng thiện chí. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì gia chủ cũng gửi tặng lại cho quý cô chú và anh chị đầy đủ như là nệm và giường luôn. Nên quý cô chú và anh chị đỡ sắm một cái khoản này cũng đỡ một cái phần nào chi phí. Tại thời điểm này thì nhà mà sổ hồng riêng thì rất cực kỳ là hiếm tại thị trấn Nhà Bè luôn. Cho nên là kênh review rất là chân thật. Quý cô chú và anh chị từ đầu đến cuối luôn, dẫn đi xem nhà miễn phí, hỗ trợ tư vấn rất là nhiệt tình và thân thiện. Và đây là cái khoảng toilet ở phía trên lầu 1. Thì gia nhà này thiết kế là chúng ta đặt ở phía giữa mà nằm ở lên phần trên cùng. Toilet thì cũng tương đối là rộng rãi chứ cũng không có bị chật hẹp, nên cũng tiện cho việc chúng ta sử dụng. Bây giờ em xin mời quý cô chú và anh chị chúng ta ngắm lại toàn bộ căn nhà. Và lời cuối kênh gửi lời cảm ơn đến quý cô chú và anh chị thật là nhiều. Xin chúc sức khỏe cô chú và anh chị. Xin gửi lời cảm chân thành cảm ơn ạ.